giờ đến trưởng phòng, quốc trưởng. Tôi đề nghị loại A. Ai không đồng ý giơ tay. Tôi nhắc lại, ai đồng ý giơ tay. Chính xác. Như vậy là 100% nhất trí trưởng phòng, quốc trưởng loại A. Vỗ tay. Tốt. À, giờ đến nhân viên kiêm quyền phó phòng, Quốc Khánh. À, tôi đề nghị loại A. Ai không đồng ý giơ tay. Vậy là quá bán không đồng ý. Quốc Khánh sẽ xuống loại B. Dạ thưa sếp, cái còn thuốc lào Vĩnh Bảo với cả nếp nang hương này. Ta phải giơ tay thế nó mới khách quan. Đề nghị đồng chí Khánh về vị trí. Quan trọng lắm đâu ạ. Thế không có việc gì quan trọng thì cậu đến đây làm gì? Dạ. Thôi cậu đi về để tớ làm nốt cái báo cáo đang làm dở. Dạ sếp ơi, em xin gặp sếp 5 phút thôi ạ. Đúng, chính xác 5 phút nhá. Dạ vâng. Tớ đang bận nhá. Dạ. Không được hơn nhá. Dạ vâng. Nào có việc gì này? À, sếp ạ, chả là vừa rồi, vợ em nó về quê. Ôi giời ơi, thế vợ về quê thì có gì mà phải báo cáo? Dạ. Báo cáo mà chả báo mẻ. Thế quê này tình hình mùa màng thóc lúa là thế nào? Dạ mùa màng thì đợt vừa rồi lũ lụt cho nên mất mùa. Chính xác. Lụt to như thế mà không mất mùa thì mới là chuyện lạ. Dạ. Chăn nuôi chuồng trại ra làm sao? Dạ vừa rồi thì cũng dịch cho nên là nhà em cũng thiêu hủy đốt hết ạ. Chính xác. Không đốt mới là chuyện lạ. Dạ. H1N1 nó lây cả sang người mà nó không đốt. Dạ vâng. Ờ thế bão nước nhà cửa thế nào? Dạ bão thì nhà cửa bay hết cả nóc ạ. Chính xác. Lập dơm phải không? Dạ. Đến người nó còn bay còn lập dơm. Không rồi, cái việc gì nói tiếp thì báo cáo tiếp đi. Dạ chả là thế này. Ừ. Dạ vợ em về quê. Ừ. Có mang một ít gạo nếp. Dạ em biếu sếp để cho phu nhân ở nhà thổi xôi hay là gói bánh gì đấy ạ. Ôi giời ơi, cậu vẽ vời quá. Gom vài cái Tết gần đây, vợ tớ là cứ ra ngoài dịch vụ đặt bánh. Thời gian đâu mà gói bánh mới gói trái mà gì mà lên nếp mới tẻ làm gì. Ôi sếp ơi, thế nhưng mà đây không phải là gạo nếp bình thường. Thế gạo nếp gì? Nó là loại đặc biệt. Úi dồi. Dạ, nếp đây là nếp nàng hương. Dạ cái này mà biếu các cụ thân sinh ra sếp thì các cụ thích lắm. Kinh ra. Thơm. Vâng. Gạo thơm ngon. Dạ. Nếp nàng hương hả? Dạ vâng. Dạ vâng, tốt. Cứ dạ. Nhận cái này được rồi. Vâng, vâng. Nó còn gì nữa? Dạ. Thơm quá. Còn một thứ chính xác là em biết sếp rất thích. Ờ, cái gì, cái gì? Dạ. Đây. Dạ. Thuốc lào Vĩnh Bảo. Dạ. Em đặt mua từ năm ngoái. Chính xác. Cái này ai, thằng này khá. Wow. Hôm nay ở đây nó không có cái chữ này. Tao phê luôn. Được rồi. Vâng. Ôi giời, tưởng quá. Dạ. Được rồi, hai cái món này thì tao nhận nhá. Dạ vâng. Đấy. Dạ. Còn có việc gì cậu nói nốt cho nào. Dạ, chuyện này dạ nó cũng nhỏ thôi sếp ạ. Ờ, nhỏ đó là cái gì? Em muốn nói với sếp là cái đợt cuối năm này này. Cậu nói cái đợt cuối năm này nó có cái việc giảm biên chế phải không? Dạ, thưa sếp. Cậu nghĩ rằng là tớ nghỉ hưu được cậu thay tớ cái vị trí này phải không? Dạ thưa sếp. Còn lâu nhá. Dạ nhưng mà báo cáo sếp, nó lại không phải là cái chuyện giảm biên chế ạ. Không phải giảm biên chế chuyện gì?
Nó là cái chuyện khen thưởng cuối năm ấy ạ. À, ôi giời ơi, tao lại cứ tưởng là giảm biên chế, dạ. Khen thưởng cuối năm phải không? Vâng. À, thì năm nào chả thế, dạ. Năm nào thế. Vâng. À, nó có việc gì? Dạ, việc nó là thế này. Ờ, việc thế nào, kiến nghị gì? Em biết là trong cái năm vừa rồi, em làm là cũng có nhiều khuyết điểm. Thế nhưng mà cái chính ý, là em biết sửa chữa. Chứ không như cái thằng Thắng Vẹo. À, đúng là rồi. Nó là nó thô lỗ. À. Rồi nó không hiểu sếp. Thế, nhưng mà còn em ý, là em rất hiểu sếp. Chính vì thế mà sếp... Thôi, được rồi. Cậu đi thẳng vào vấn đề xem cụ thể nó là cái gì. Dạ vâng, cụ thể thì sếp thì là sếp của bọn em rồi. Ê, đúng thì, rồi. Thì tất nhiên là nó sẽ phải là ở cái loại... Dạ. Sao nữa, thằng nào nhảy vào vị trí này? Dạ vâng, đúng. Thế còn là em miếng Thắng Vẹo là nhân viên của sếp mà cũng là quyền phó phòng. Ê, thôi thì sếp... thế này. Dạ. À, cậu ấy thì cũng có vài lần ấy, cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ. Dạ vâng, đúng. Ừ, còn một số lần thì cậu cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thôi cái này để tớ xem xét nhá. À, gạo mới lại thuốc lào cứ để đây. Thế cậu cứ về để tớ xem xét nhé. Dạ. Thế nhưng mà sếp ạ, em thì là loại A hay B ạ? Ừ, cậu hả? Dạ, B. B ạ? À, cái gạo mới thuốc lào thì cũng B ạ. Chính xác. Dạ, sếp ơi, sếp xem xét cho em. Mặc dù là em có khuyết điểm nhưng mà em luôn luôn em cố gắng em sửa chữa. Chứ còn thằng Thắng Vẹo thì... Thôi sếp cứ bình bầu cho em cái loại gì. Thôi được rồi, cái đấy để tớ xem xét. Cậu thì... Sếp hứa đấy nhá. À không, tớ không hứa. Dạ. Đừng có nói là sếp hứa. Mà sếp hứa thì lại bảo là sếp hứa hảo. Thôi cậu cứ về đi. Giờ xong thì để tớ tính. Dạ sếp ạ. Nhưng mà sếp nét cho em một câu là em loại A, loại B để em ra về cho yên lòng ạ. B. B ạ. À? Chính xác. Thằng nào đấy? Mời vào. Phương trên quê nằm báo cáo ngon mèo nhiều quá. Nghe chào sếp ạ. Ôi à. Ôi à. Thắng à? Dạ. À, có việc gì đấy? Dạ, báo cáo sếp cũng chẳng có việc gì quan trọng đâu ạ. Ừ, không có việc gì quan trọng mà vào đây làm gì? Thôi đi về, cuối năm ta bao nhiêu việc báo cáo, chuẩn bị phải tổng kết trước công ty đấy. Dạ, báo cáo sếp là chả là vợ chồng em mới ở quê lên ạ. Ôi, thì ở quê lên thì có gì mà báo cáo? Thế là quê tình hình thế nào? Bố mẹ thế nào? Bố mẹ em yếu lắm ạ. Tốt. Vợ con thế nào? Dạ, vợ em mới mổ ruột thừa đấy ạ. Tốt. Thằng cu học hành thế nào? Dạ thằng cu em á, dạ vừa rồi không được học sinh tiên tiến ạ. Khá, thằng ấy khá, thằng ấy được đấy. Toàn khá mới được. Khá được, tốt đấy. Có dạ, việc gì không? Chả là thế này ạ. Dạ. Vợ chồng em có chút quà quê biếu sếp ạ. Ôi dồi ôi. Gà. Vâng, gà. Chạy vô. Đúng. À, mềm không? Dạ mềm lắm. Con này sếp nhai được cả xương. Úi giời. Nhai cả xương. Được hết. Phiền. Sao ạ? Phiền quá. Mấy cái Tết gần đây, vợ tớ toàn ra mậu dịch. Ấy, bây giờ người ta gọi là siêu thị rồi. À, siêu thị à? Vâng. Cứ mà thiêu thị với mậu dịch cũng thế. Khác cái tên thì có cái gì đâu. Toàn ra siêu thị, mua gà làm sẵn về. Thời gian đâu mà làm thịt. À, sếp ơi, nếu sếp không có thời gian làm thịt thì đêm 30 em sẽ đến nhà sếp, em vặt lông cả nhà sếp rồi sau... nói là vặt lông cả nhà sếp. Vặt lông con gà này cho sếp. À, em gửi lại cho sếp con gà mà còn nguyên cả phao câu. Ôi trời, cả nguyên phao câu. Được ấy, cái món khâu tớ thích lắm. Tớ sướng cái món này lắm. Này. Dạ. Có phiền lắm không? Dạ không, có gì đâu mà phiền ạ. Phiền. Dạ, mời sếp cũng ngồi xuống ạ. Dạ đây ạ, còn thứ này mới là đặc biệt ạ. Dạ. Ui dồi ôi. Sếp... ngửi đi ạ. Rượu! Nếp quê! Được rồi, được, tặng rồi, được. Ui dồi ôi, thơm thế chứ. Thơm ạ. Ui dồi thơm, đúng là nếp quê, có khác.
làm chén gì? Em biết ngay là sếp muốn thử, em đã mang sẵn chén từ nhà rồi ạ. Ôi giời, còn mang cả chén từ nhà. Vâng. Thật là được, các cái tâm lý được ấy. Xin chén này, chén này. Em mời sếp mời. Được ấy. Ôi giời, quỳ rượu thơm thế không? Để đến môi nó muốn trôi xuống miệng không? Ngon. Ngon. Cái giống rượu nếp hương này ngon. Ngon. Ngon, thơm, ngon. Chén nữa. Rồi yếu cơ. Cái gì yếu cơ là cái gì? Hơn hẳn. Hơn hẳn. Chén nữa. Vâng, mời sếp. Được rồi. Được rồi. Được, được. Ôi giời ơi, ngon. Ăn đứt anh chi vác. Đúng rồi. Dạ, mời sếp nếm thêm chén nữa, gọi là quán tăm ba bận này. À, ba bận, được rồi, ba bận, được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, đớt. Mà rượu ngon không có bạn hiền, buồn. Dạ có, em đây ạ. Em đây ạ. Em đây ạ. Cục ngã. Chúc mừng năm mới. Em kìa nó vui tai. Được rồi, được rồi. Ôi giời. Cái anh rượu là ngon. Dạ ngon. Ăn trước thêm cái xì. Dạ vâng, mời sếp vào chén là chén này đẩy mà rót tươi tươi mà. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Quá tam sang tứ. Cạch cái cho vui thai. Ôi à, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Được không? Ôi giời ơi, rượu hay quá. Cái tăng này là hơn hẳn John Blue chứ. Blue chứ là cái gì? Dạ mời ơi, sếp uống nếm chăn nữa. Cái này gọi là quá ngũ sang lục. Quá ngũ lục, được rồi, cứ phải nói là rượu ngon ấy. Uống rượu được ngon. Dạ vâng. Kèm cái vui tai. Dạ vâng. Dạ, sếp thấy không? Cái này là hơn hẳn ba lần thôi. Thay là cái gì? Bây giờ thế nào? Dạ báo cáo sếp ạ. Ừ. Em biết là cuối năm sếp bận trăm công nghìn việc. Nhiều việc lắm. Đúng ạ. À, là mà báo cáo. Báo cáo ạ. Vừa qua sếp đã có công là nhập siêu sản phẩm về cho công ty. Cho nên là công ty ta GDP tăng vọt. Được. Chính vì vậy họp tổng kết cuối năm sếp phải được loại A. A. Vâng đúng. Căn nào nhảy A đây được ạ. Ngoài ta ra thằng nào ở đây rồi. Đúng, sếp là loại A là chắc chắn rồi. Đúng rồi. Khánh Dâu nhá. Khánh Dâu thì không so được với em rồi. Đúng không? Khánh Dâu loại B là chắc chắn. Còn em thì là loại... Em loại gì ạ? Em loại... Dạ, báo cáo sếp, em loại gì ạ? B. Nhá. Vừa nhận gà vừa nhận rượu cho bây giờ dở mặt cho loại B. Ơ thế gà với rượu với B khác nhau chứ. Gà rượu với B thì giống nhau à? Này. Cậu là loại B. Ôi dồi. Sếp ơi, em nói sếp nghe rượu, rượu. Nó thì rượu thì cứ để đấy. Nó thì gà thì để đấy. Gà thì tên rồi. Thế còn chẳng nhé cậu là cướp A người ta. Không ơi. Em nói cho sếp nghe. Sếp ý, là A Hoa. Còn em chỉ cần A Thường. A Thường chứ. B là B thế nào? A. A Thường. Thế là coi. Cậu ấy thì cũng mà dỡ công việc ấy thì cũng chưa hoàn thành. Thế còn một đôi cái công việc thì cũng được á. Thế thôi cái này để ta xem xét. Đấy nhá, xem hứa rồi nhá. Xem hứa nhá. Hứa thì ta không hứa. Đó là sếp không có hứa linh tinh. Hứa linh tinh thì thành hứa ảo. Thế nên là cứ để ta xem xét nhá. Xem xét ạ? Ừ, nhạt mồm quá. Nhạt mồm ạ? Cái thằng uống nếm thêm chén nữa. Này! Ai cho chúng mày uống rượu trong lúc làm việc? À, em hiểu rồi. Thuốc lào, thuốc lào. Đúng rồi. Dạ, dạ, mời. Dạ, mời. Cho thuốc ở đây, cho thuốc. Đây, thuốc lào đây. Chẳng ai hiểu ý tao ấy. Được rồi. Hút điếu thuốc lào, nâng cao sĩ diện. Thơm mồm bổ phổi, diệt trùng lao. À, được rồi. À, cho là... Vậy là cuộc họp cuối năm tổng kết của cán bộ phòng ta bắt đầu. Vỗ tay.
vì thành tích siêu nhập, chúng ta có thể tính được sự tăng trưởng GDP là vượt mức 251%. Ngoài ra, lộ trình cổ phần hóa đang tiến triển vô cùng khả quan. Có thể thấy được tương lai của tập đoàn Tobacco sẽ trở thành tập đoàn kinh tế lớn mạnh khu vực. Cụ thể, giá trị cổ phiếu không ngừng giảm sút. Trật tự. Chết. Cô thư ký, cô đánh sai chỗ vừa rồi quả. Giá trị cổ phiếu công ty không ngừng tăng mạnh. Từ ban đầu 25.000 một cổ, nay lên đến 200.000 20 cổ. Điều này chứng tỏ uy tín của Tobacco đang nâng cao không ngừng. Ai ngáp đấy? Đề nghị đồng chí Thắng không được ngáp. Đồng chí phải nghiêm túc, thẳng thắn, vui mừng trước sự lớn mạnh của công ty, không được ngáp. Em ngáp đâu? Tốt. Phần thành tích còn dài, tôi sẽ gửi tài liệu bằng văn bản đến các đồng chí để các đồng chí tham khảo. Vì thành tích của phòng, ban lãnh đạo quyết định phân loại phần thưởng cuối năm xét theo thành tích đóng góp của từng cá nhân, sẽ có hai loại A và B. Loại A là những đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 100% trở lên. Trật tự. Còn loại B gồm các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ 90% trở lên. Xét theo tiêu chuẩn này, và để cuộc xét bình bầu được dân chủ, tôi sẽ đưa đề nghị chúng ta sẽ giơ tay biểu quyết, ai chiếm đa số sẽ đạt được mức thưởng như đề nghị. Tất cả nhất trí. Nhất trí ạ. Có ai có ý kiến gì khác? Dạ không, không có ý kiến gì ạ. Tốt. Phần quan trọng nữa, tôi muốn đề cập truyền thống của phòng được kế thừa bởi người lãnh đạo tiền nhiệm. Vì vậy, mặc dù đã về hưu, nhưng bác Phạm Bằng vẫn có tên trong danh sách đề nghị khen thưởng, và ta cũng thực hiện theo nguyên tắc dân chủ hiện hành. Có ai có ý kiến gì khác? Không có ý kiến gì ạ. Tốt. Vậy là đã nhất trí. Trước hết, bác Phạm Bằng, tôi đề nghị loại A. Ai nhất trí giơ tay? Không ai giơ tay là chính xác. Ông Phạm Bằng đã về hưu rồi, mà về hưu được nhận phần thưởng loại B là quá tốt. Bây giờ đến trưởng phòng, quốc trưởng, tôi đề nghị loại A. Ai không đồng ý giơ tay? Tôi nhắc lại, ai đồng ý giơ tay? Chính xác. Như vậy là 100% nhất trí trưởng phòng, quốc trưởng loại A. Vỗ tay. Tốt. Giờ đến nhân viên kiêm quyền phó phòng, Quốc Khánh. Tôi đề nghị loại A. Ai không đồng ý giơ tay? Vậy là quá bán không đồng ý. Quốc Khánh sẽ xuống loại B. Dạ thưa sếp, cái còn thuốc lào Vĩnh Bảo với cả nếp nàng Hương thì ta phải giơ tay thế nó mới khách quan. Đề nghị đồng chí Khánh về vị trí. Bây giờ đến phó phòng Quang Thắng. Tôi đề nghị loại A. Ai phản đối giơ tay. Vậy là quá bán phản đối. Phó phòng Quang Thắng sẽ xuống loại B. Sao? Sếp ơi, nọ vừa biếu gà này, rượu nếp này. Ta cũng giơ tay cho nó khách quan. Đề nghị đồng chí Thắng về vị trí. Đề nghị anh Thắng nghiêm túc chấp hành quyết định của tập thể. Vậy là chúng ta có một là loại A, ba loại B. Kết quả rất là công bằng, dân chủ. Loại A sẽ được nhận phần thưởng với số tiền 50 triệu đồng. Còn loại B được nhận phần thưởng bằng hiện vật đã để sẵn góc phòng.
các phần đều nhau. Mời công chí ra nhận. Đây là món quà nhỏ tặng cho cán bộ khung về ăn Tết. Bắt tay. Về ăn Tết. Bắt tay. Bây giờ mời trưởng phòng quốc trưởng xuống tài vụ nhận tiền. Quốc trưởng đi. Toàn đồ đồng nát, tôi cho ông ấy, cho ông ấy. Tôi cho ông hết. Đồng nát này lấy về làm cái gì? À, tôi nghĩ thật rồi. Toàn bộ những thứ này, Tết đến biếu Phạm Bằng. Dạ, ông cần gì ạ? Chào em. Chào ông. Dạ, ông hỏi ai ạ? Tôi muốn gặp ngài Philip, giám đốc công ty Prop. Dạ, ông có hẹn trước không ạ? Tôi... À không, nhưng tôi có việc rất quan trọng, rất cần thiết. Dạ thưa. Dạ nhưng mà ngài đi vắng ạ. Dạ nếu ông cần à? Vâng, ông có thể ngồi đợi ạ. Ngồi đợi à? Dạ. Vâng, tôi sẽ ngồi đợi. Dạ thưa, phải 2 tiếng nữa ngài mới về ạ. 2 tiếng à? Dạ. Sao lâu thế? Dạ vâng, nếu ông không đợi được, ông có thể để lại lời nhắn ạ. Ờ không, tôi đợi. Tôi phải ngồi đợi chứ. Dạ. Nếu thế, mời ông theo em vào phòng đợi ạ. Có phòng đợi à? Mời ông. Nào, ta đi. Mời ông ạ. Dạ ông cần gì ạ? Không. Dạ thưa ông cần gì ạ? Thế em không cùng đợi à? Dạ, chỉ mình ông đợi. Dạ thưa ông cần gì ạ? À, chào cô. Dạ, chào. Tôi muốn gặp ngài Philip, giám đốc công ty Proper. Dạ, thưa ông có hẹn trước không ạ? Không, tôi cần gặp ngài Philip. Ấy dạ thưa, nhưng mà ngài đi vắng ạ. Dạ, nếu ông cần, ông có thể đợi ạ. Đợi à? Dạ. Tôi đợi. Dạ, sẽ đợi hơi lâu đấy ạ. Vì 2 tiếng ngài mới về cơ ạ. 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng tôi vẫn đợi. Lâu hơn nữa tôi vẫn đợi. Dạ thưa, thế thì ông có thể vào phòng đợi ạ. Phòng số 1. Dạ. Không có tiếp viên. Thưa ngài Philip, tôi là Quốc Khánh, nhân viên... Không được. Quyền trưởng phòng marketing công ty Tomaco. Tôi đại diện cho ban giám đốc mang đến biếu ngài một số món quà nhỏ. Đây là đặc sản của quê hương tôi. Đây là bộ quần áo thổ cẩm mang từ chợ tình Sapa về. Bộ quần áo mà các ngài vẫn thường ngưỡng mộ. Còn đây là đôi guốc mộc nâng niu bàn chân Việt. Còn đấy, mũ cối. Nhưng ngài nên nhớ, đây là mũ cối Hải Phòng chứ không phải mũ cối tàu. Và đây nữa là một bức tranh sơn mài khảm trai, nghề tổ gia truyền do ông nội đẻ ra ông nội tôi làm. Và cuối cùng là một món ăn hết sức đặc sắc. Số
xôi gà. Dạ, đây là món ăn tiêu biểu cho nền văn hóa ẩm thực của chúng tôi. Mong ngài hài lòng với những món quà nhỏ này. Dạ, dạ. Dạ, thưa ngài Philip, hôm nay tôi được ban giám đốc cử đến biếu ngài một số sản vật vô cùng quý hiếm. Đây, lọ gốm Bát Tràng, có mấy trăm năm nay rồi đấy. Còn đây, điếu cầy Vĩnh Bảo, chồng hút, vợ say, thằng con châm điếu lăn quay ra nhà. Còn đây là đôi guốc mộc size XR vừa chân ngài đấy. Cuối cùng là món ẩm thực vô cùng đặc sắc, thịt chó chấm mắm tôm chanh. Hay người ta còn gọi là vitamin go go. Thưa ngài Philip, tôi hy vọng rằng với món quà mọn này, ngài sẽ ưng ý và ngài sẽ hài lòng. Ngài sẽ thay đổi quan điểm hơi cứng nhắc để ký vào bản hợp đồng mà chúng ta thỏa thuận 5 lần 7 lượt mà chưa đi đến thành công. Dạ thưa ngài, đây là mong muốn cuối cùng cũng rất nhỏ bé của chúng tôi ạ. Dạ, sau khi ngài nhận những món quà của ít lòng nhiều này ạ, dạ, ngài hãy ký vào bản hợp đồng này. Bản hợp đồng mà 5 lần 7 lượt chúng ta thỏa thuận cũng chưa đi tới kết quả. Dạ, bút đây ạ, ngài chỉ việc ký ạ. Dạ, tôi ký hộ. Dạ. Em ơi, em có... Sao không ạ? Không không. Em này, em có biết ông Philip là người nước nào không nhỉ? Dạ anh thông cảm ạ. Dạ điều này thì em không thể tiết lộ được ạ. Dạ thế có việc gì không ạ? Không, cũng không có gì quan trọng. Thế nhé. Dạ vâng, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Phải cảm ơn bằng tiếng Anh. C. Cảm ơn, thank you. Thank you, ha, cảm ơn ngài. Không biết thằng cha này quê ở đâu. Không biết có biết tiếng Anh không? Em ơi, ông Philip về quê ở đâu ấy nhỉ? Dạ, quê ông thì em cũng không biết ạ. Làm thư ký mà quê sếp ở đâu không biết à? Ở công ty Tumaco của tôi như thế là... Ông đến đây làm gì thế này? Đến xin chữ ký ngài Philip chứ còn đến làm cái gì nữa? Xin chữ ký ngài Philip. Này, đấy là công việc của tôi, sếp giao cho tôi nhá. Cái gì? Trời ơi, trình độ sơ cấp thú y mà đòi đến xin chữ ký ngài Philip. Này, còn ông thì hơn gì tôi, bằng trung cấp dởm nhá. Ông không đủ trình độ để ngoại giao với người nước ngoài. Ông ấy so với tôi một trời một vực nhá. Cái gì? Có ông là vực, tôi là trời thì có. Trời ơi, đòi đến xin chữ ký ngài Philip. Thế ông hiểu gì về ngài Philip mà ông đòi đến xin chữ ký ngài Philip? Không hiểu, đây hơi bị hiểu nhá. Ông Philip chỉ thích là áo lụa tơ tằm, guốc mộc, rồi mũ cối, đặc biệt là xôi gà. Ôi trời ơi, thế mà đòi hiểu ngài Philip. Ngài Philip chỉ cần lọ gốm Bát Tràng, điếu cầy, đôi guốc mộc và đặc biệt là món thịt chó chấm mắm tôm chanh. Ngài Philip biết ăn thịt chó mắm tôm à? Này, đây thì hay khe khẽ thôi. Ở đây còn nhiều phòng ban đang làm việc. Dạ vâng, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm. Dạ, xin lỗi ạ. Theo tôi, ông nên đi về đi.
việc xin chữ ký ngài Philip là của tôi. Là của ông. Này, thế ông tưởng ngài Philip đổi chữ ký của ông lấy cái món mắm tôm à? Mẹ mẹ cái mồm thôi. Ôi, mắm tôm kinh thế. Thế dễ thường ông tưởng là ngài Philip đổi lấy cái món xôi gà của ông chắc. Xôi gà? Này, đây không phải là vấn đề xôi gà nhé, mà nó là trình độ. Trình độ nó không tương xứng. Tôi một trời một vực nhé, tôi là trời mà ông chỉ là vực. Cái gì? Xin lỗi ông nhé, tôi là trời, ông mới là vực nhé. Này, quên đi, ông ơi bị nhầm đó. Cái gì? Tôi là vực, còn xin lỗi, tôi là trời, còn ông là vực thì có nhé. Ai? Xin lỗi, nếu hai anh không trật tự được thì xin mời hai anh ra ngoài đường ạ. Vâng, chúng tôi xin lỗi, dạ, chúng tôi sẽ im lặng. Dạ. Về phòng đi. Ôi ơi, bóng tôm của nó. Chào chị, giám đốc đi vắng chị ạ. Mình biết, mình đã nhận được tin từ chính giám đốc nói, nhưng mà chỉ 5 phút nữa thôi là ngài sẽ về. Cho phép mình ngồi đây chờ một tí nhé. Dạ vâng, chị cứ tự nhiên ạ. Ôi, dễ chịu quá. Ôi dồi ôi, bỗng dưng mình thấy khát nước quá. Dạ vâng, chị chờ trong một lát ạ. Vâng, cảm ơn chị. Em lại em. Ôi, em ơi, mình này trốn đi đâu từ dạo ấy hả? Ê thú, anh cứ đau tay em quá. Em bắt đèn anh cái đầu quá. Thôi, xin lỗi. Thế còn anh đến đây để làm gì hả? Anh đến đây vì việc riêng của anh. Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu. Thì em cũng đến đây là việc riêng của em. Anh hỏi để làm gì? Trời ơi. Này, em biết rồi nhá. Anh đến đây là để mang quà biếu ngài Philip có đúng thế không? Đấy là cái chuyện riêng của bọn anh. Em biết làm gì? Em biết để mà em giúp anh. Anh có biết không? Em ý là em nắm được gáy của ngài Philip đấy. Thật đấy. Thế à? Vâng. Có thật không? Thật chứ sao. Để em nói dối anh làm gì? Ôm rơm rậm bụng à? Ôi trời, này em ơi, này, anh rất cần chữ ký của ngài Philip. Cơ quan anh đang cần ký một hợp đồng. Nếu mà em giúp anh, em sẽ được 30% cơ quan treo giải đấy. Này, có thật không? Thật, 30%. 30%? Ừ. Xong. Theo anh. Rồi. Coi như là anh là còn chữ ký của ngài Philip rồi đấy. Thật đấy. Bây giờ thế này nhá, em sang phòng giám đốc xong điện thoại cậu mới về nhá. Em vào đây, vào đây. Biến đi đâu từ thời đấy bây giờ? Anh ơi, anh lấy tay của em rồi. Bắt đèn em đi, em bắt đèn đi, bắt đèn. Cái mùi gì hấp dẫn thế? Thế còn anh? Anh đến đây để làm gì thế? Đấy là việc riêng của anh. Em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy nhá. Thì đây cũng là việc riêng của em. Anh hỏi để làm gì? Này, em biết rồi nhá. Anh đến đây là định để xin chữ ký của ngài Philip phải không? Sao em biết? Ôi dồi ôi, gì cái gì mà em chả biết. Này, em là em nắm được gáy của ngài Philip đi nhá. À? Em có thể yêu cầu bất cứ một điều gì để ngài Philip đáp ứng đủ cho em đi nhá. Thế em có thể giúp anh được không? Em chưa có thể chắc lắm điều ấy. Anh định chi phần trăm tiền thưởng là bao nhiêu? 20. 30.
Thế 40 được chưa? Lên nữa đi. Chỉ 50. Được. 50 thì được. Tạm được. Vào đây. Anh ăn đi anh. Ăn giật chân ngon lắm. Thôi, em ăn đi cho đủ 4 chân. Dạ, giám đốc đã về ạ. Thưa ngài Philip ạ, tôi xin trình bày với ngài bằng tiếng Anh ạ. Ai? Tôi đến trước, tôi phải trình bày trước chứ. Dạ thưa ngài ạ, tôi xin trình bày với ngài bằng tiếng Pháp ạ. What do they say? Ngài Philip mà đây là người Bota, cho nên là bây giờ các anh mà muốn nói với ngài Philip các anh phải dùng chữ Bota. Bota, Bota là nước nào không? Tôi chưa nghe thế bao giờ. Thôi được rồi, nếu như mà các anh không biết thì để em làm phiên dịch cho nhé. Xin đi hả cái phóng tu xong internet. Dạ. What did you say? Dạ vâng ạ, à, vâng vâng. Ý ngài nói là ngài rất cảm động về những cái món quà mà các anh mang đến. Bây giờ thế này nhá, các anh gói tất tần 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 cả tất cả cái đống kia, anh cho vào cái túi của ngài. Philip ạ, tôi là kỹ sư Quốc Khánh, quyền phó phòng. Dạ. Kỹ sư Quốc Khánh, ông đừng có mạo nhận kỹ sư bao giờ. Tôi nói thế mặt tôi, mà tôi có cấm ông nói đâu. Dạ thưa ngài, tôi được sự ủy quyền của ban giám đốc. Dạ đến ban đây. Ban giám đốc nào ủy quyền cho ông? Hả? Ông đừng có mạo nhận nhé. Ban giám đốc cử tôi đi, về xong là có thưởng nhé. Ông đừng có mà mạo nhận nhé. Kính thưa ngài Philip, tôi là kỹ sư Đặng Quang. Kỹ sư ngài. Ông mạo nhận như thế mà không biết ngượng à? Hả? Chính ông không biết ngượng thì có. Lúc nãy ông nói cái gì? Hả? Dạ thưa ngài Philip, tôi mong rằng ngài ký vào biên bản này mà chúng ta thảo luận 5 ngày hôm nay mà chưa đến kết quả đấy ạ. Dạ, mong ngài ký cho tôi một chữ ạ. Dạ. Ấy chết. Đừng ạ. Dạ thưa ngài Philip. Đây mới là dạ thật ạ. Dạ thưa ngài. Dạ, đây mới gọi là thật. Xin ngài Philip ký cho tôi một chữ. Dạ. Dạ đây mới gọi là văn bản đây thật. Đây mới là xin văn bản thật. Ký cho tôi một chữ. Dạ đây. Ngài ơi. Dạ, ngài đây ơi, ngài hãy ký cho em ngài xin ơi. Ngài. Thôi. Hai ông nói nhiều quá. Hả? Biết tiếng Việt à? Nói tiếng Việt à? Hấp đông. Tôi đã ký với công ty của cô Hương rồi. Thế còn quà của chúng tôi ạ. Tôi phải đi cùng. Ông không ông theo đó. Chào tạm biệt.